Bạn Thu chưa chụp quay nữa, chỉ máy ăn thôi. Viết màu hồng, viết màu hồng. Đây đây đây. Không đậm, không đậm, không đậm. Không đậm, không đậm, không đậm. Không, đây màu đỏ mà. Màu đỏ hay màu hồng? Đỏ. Đỏ á? Hồng đây, hồng đây, hồng đây. Không có hồng đậm, hồng nhạt đấy các em ạ. Nhớ chị có màu hồng nhạt rất là ngon đấy. Nhưng mà chị chưa quay phải và chung nào ăn mà chị sẽ nói. Màu hồng đậm đang đi. Đẹp không? Đây này, nhìn thấy gì đây không? Đây là kẹo hoa quả đấy, chị em mình đi chơi không? Thấy rồi, hai chị em mình đi chơi đấy. Đi. Hay cực kỳ luôn đấy nha. Chị mới mua được đấy. Vừa nãy đi bảo siêu chị nha. Những cái này hay quá. Mua bảo về rủ siêu nhân chơi cùng. Siêu nhân thích chơi trò này đúng không? Hai chị em mình cùng chơi luôn. Vào đây ngồi nhá. Em ơi, chị vừa đi vào siêu thị đấy và mua được một hộp kẹo này đấy. Đây là kẹo hoa quả chứ không phải kẹo thối như mọi lần bọn chị chơi nhá. Kẹo này có 20 vị. Và mỗi một vị khác nhau bọn chị cũng chưa ăn thử đấy. Em nhìn này. Đấy, rất là thú vị luôn. Còn đây là cái bảng màu ấy. Để bọn chị sẽ quay xem bọn chị ăn vào vị gì nhá. Chú Siêu ơi, bây giờ em mở đi. Chị đang mở hộp đấy. Không biết là các cái vị ở kẹo là như nào nhỉ? Ô, khoan đã. Chờ chị một tí nhá, chị tìm cái này để chị đổi kẹo ra nhá. Chị có một cái đĩa chúng mình phải đổi kẹo ra đây chứ. Em ơi, cái kẹo này đằng này nó có một chiếc khóa này, xong nhìn thấy chưa? Xong cầm khóa kéo ra đi. Đấy, đúng rồi. Và bây giờ như nào nữa nhỉ? À đây. Kéo cái kẹo. Ủa, các em ơi, kẹo sẽ chui ra từ chiếc miệng này này các em nhỉ. Nhìn này, chị đóng vào nhá. Các em sẽ nhìn thấy cái lưỡi đúng không? Khi chị kéo ra này. À, người ta đã làm một cái khuôn miệng rồi. Bây giờ bọn chị sẽ đổ kẹo ra nhá. Các em nhìn này. Ủa, sao nó không ra vậy trời? Cái nỗ này, lấy ra rồi, ra rồi. Không có ra các em ạ. Chắc phải chỉ để kéo luôn ra thôi. Em bỏ. Wow. Đấy, chị đã đổ hết các loại kẹo ra luôn. Nó dính vào nhau luôn này. Ồ, hình như nó bị dính vào nhau một chút ấy. Chị em mình sẽ cùng nhau bóc ra nha. Wow, kẹo này á. Các em ơi, các em nhìn kẹo này có giống kẹo thối không? Giống nhau, nhưng mà không phải kẹo thối đâu các em ạ. Đây là kẹo trái cây đấy. Bây giờ chị với Su cùng nhau chơi nhá. Nào Su ơi, Winsy xem ai sẽ thắng. Winsy. Su gì là người chết chắc. Su gì suốt ngày thắng. Ăn kẹo gì nào? Viên màu này. Màu đỏ, màu hồng, màu hồng, màu hồng đậm. Đây rồi. Su ăn thử xem cảm nhận vị nha. Có phải kẹo thối không? Su phải quay ra cho các bạn nhìn xem là Su ăn phải kẹo gì chứ. Ố, ăn kẹo gì mà mặt lại thế kia nhỉ? Cảm thấy vị gì? Ủa, bạn ăn hết gần cái kẹo rồi mà chưa nhờ ra vị đâu. Nhìn lên thì chị còn quay, chị đang hồi hộp lắm luôn. Vị gì? Đây là vị dâu. Yeah, chuẩn luôn, đấy là kẹo dâu đó các em. Bây giờ đến lượt chị nhá. Kẹo vàng à? Ngon đây. Em ơi, chị ăn phải một viên kẹo vàng. Chị ăn thử xem là kẹo gì nhá. Kẹo chanh. Kẹo chanh chua lắm. Đấy là xúc quay hả anh ơi à? Người chưa quay đến này ăn nè. Kẹo màu nâu này đúng không? Đây. À không phải, nhầm. Bên này. Chua ăn thử xem nào. Đi gì. Chua không? À hình như đấy là dâu rừng. Chua đúng không? Đúng không? Không chua. Không chua, ăn ăn như nào em? Ngon. Ngon à? Đấy là chị nhá. Màu đen. Đây. Hạt này các em ạ. Ủa? Quả mâm xôi. Quả mâm xôi nhỉ? Wow. Nào quay đi. Các em ơi, kẹo này ngon cực luôn các em ạ. Không giống như kẹo thối đâu. Kẹo này toàn là vị hoa quả rồi. Bắn xúc quay lại đi, con đang ở giữa. Màu vàng. Đây, màu vàng này, vàng ươm này. Em ơi, đây là viên màu vàng, xem bọn Su ăn sẽ là cái gì nhỉ? Ăn kẹo này á, tích cực các em ạ, vị ngon lắm, nó toàn một kẹo trái cây thôi ạ. Sữa à? Đúng không? Ờ, đúng rồi, đến được chị nhá. Ủa, chị để vào chanh rồi. Em ơi, lại một viên chanh nữa này. Chanh đâu các em ạ?
bởi vì nó hai màu vàng, nó đều giống nhau. Lại dứa, không phải chanh. Bên vừa nãy chị ăn là chanh thôi, còn bên này là dứa. Xô quay tiếp đi em. Không biết trước đây quay được hương vị khác nhỉ? Ừ. Là gì vậy? Đấy đấy, hạt xanh xanh đây, em ăn xem nó là vị gì nhỉ? Ăn ăn kẹo này á, chị em mình á, không bao giờ no thì có mùi gì sau đúng không? Mùi gì? À, Su vẫn chưa, lúc nào bạn cũng phải ăn hết sạch cái kẹo, bạn mới có cảm nhận được kẹo gì. Kẹo gì? Kẹo gì? Ở quả này không biết nào. À, nhỏ đen. Nhỏ đen, em thích ăn đấy. Ừ, để chị quay nhé. Wow, cô chị ở giữa, chị quay lại nhé. Su Sinh có thích kẹo này không? Chị lại ở giữa rồi. Rồi, chị màu vàng này. Có các em ơi, chị được một viên kẹo cam này các em này. Xù thì nó ngon không? Muốn thử không? Không, phải ăn thử không? Trời ơi, đúng cả vị cao. Ngon. Bây giờ Su quay đi, Bạn Su chơi trò quay này chỉ mới ăn thôi. Viên màu hồng. Đây. Không đậm. Không đậm. Vâng, đây màu đỏ mà. Màu đỏ hay màu hồng? Đỏ. Hồng đây. Không có hồng nhạt cái tay em ạ. Nhớ chị có màu hồng nhạt rất là ngon đấy, nhưng mà chị chưa quay bạn rồi, chúng nào ăn rồi chị sẽ nói. Màu đậm nằm đi. Cái đấy em ăn rồi đấy. Cái mà đâu, đấy đâu. Bạn Su mà vớ vào cái chân thế nào mà ăn ngon đó là bạn ấy không có nói gì hết à. Ngon không? Đâu. Chị thử quay xem mà có vị gì mới không? Có ăn vị cũ luôn. Đen thì cũng không, chị không thích chị. Vị khác không? Yeah. Ủa sao? Rồi, chị đã được một vị màu xanh này. Chị ăn cái này là vị gì lê nhé? Lê à? À, chị thử xem có đúng phải là vị lê như bạn Su nói không nhé? Chuẩn luôn. Đúng rồi. Bây giờ đến cho Su đi Su. Em không biết vị này. Su ơi, này, hãy cho con quay nó đi. Quay chả được ăn cái vị gì cả. Vậy chị em mình ngồi ăn thử hết xem là nó có một vị gì khác nhau gì. Không, quay cái này quay mãi chả được. Ừ, ăn thử cho vui. Nè, bỏ ra cho nó. Đó chính là vị này. Nào. Vẫn là vị đấy à? Sao vào đấy với chị? Không, chị ăn hết bây giờ. Em ơi, với chị ăn màu hồng nhạt ấy thì nó có vị cao su game ạ. Đây, cái này là kiểu cao su. Ngon cực. Cao su. Chị thử ăn cái màu đỏ đậm để xem nó là xem như nào nhá. Nó sôi. Như thế. Em cũng được ăn cỏ nó sôi. Bây giờ chị còn một hạt vàng này nữa. Hạt nâu nâu vàng này. Chị sẽ thử xem là vị gì nhé. Ngon dã man nó rồi ạ. Kem sữa. Ui, hạt đấy ngon lắm các em ạ. Bây giờ các em này, hạt này. Kem sữa. Xuân thử đi. Vị ngon nhất trong tất cả những cái kẹo chị em thử màu ấy. Vị cam sữa này ngon nhất luôn. Con thử đây rồi xem. Rồi, ăn thử xem ngon thực. Ủa, vị này ngon, chị đảm bảo Su thích luôn. Em ơi, cái kẹo này nhá, nó dai dai, xong nó ngọt ngọt ra nhai cũng lâu phết. Nhưng mà Su của mình nhai mãi chưa xong luôn, cố lên cưng. Nào, ăn thử cái kia xem có đúng thế không? Đúng rồi, chị nói không? Sữa đúng không? Kem sữa đúng không? Đấy, kem sữa mà. Chị chưa ăn viên xanh, mấy chị ăn thử viên xanh xem nó là vị gì nhá. Viên xanh thì hơi khó ăn đi. Ăn vừa ăn phải đấy. Em ăn được mà. Nó như kiểu mùi lá sắn đi. Mùi nó hơi sống sống em ạ. Cái mùi xanh không ngon. Mùi này ngon này, mùi bơ sữa này ngon này. Không, đây là kem sữa, kem sữa. Mùi hồng này, mùi dâu cũng được. Mùi ủa, cái viên này chị thấy nghi nhá. Chị ăn thử viên xanh này. Ok em ơi, có hai viên xanh nhưng khác nhau nhá em nhá. Này. Viên này thì chị ăn rồi, viên này chị chưa ăn, chị ăn thử. Viên này khó ăn lắm. Viên này giống như viên xanh vậy đấy ấy.
nó như kiểu kem đánh răng ấy. Như chỉ kem đánh răng luôn. Thấy mùi nhá, trong này nhá, không phải là tất cả là hoa quả đâu nhá. Có bị lừa đấy. Ăn nó cũng hơi khó ăn hơn, nó không chịu khó ăn như kẹo thối đâu, nhưng mà nó chỉ hơi khó một chút thôi. Ví dụ như cái vừa đấy chị ăn là kem đánh răng. Cái chung thì ăn giống mùi lá sống. Đây. Đúng rồi đấy. Không phải là kem đánh răng. Đúng rồi, kiwi á, không giống kiwi lắm. Đây này, cái này mới là kiwi này. Cái viên này này. Đấy. Nên là có rất là nhiều vị các em ạ. Chị với bạn Sushi đã ăn thử tất cả các loại này rồi. Và chị thấy duy nhất là cái kem sữa là ngon nhất nhở. Đấy, cái đấy là ngon nhất. Xong viên hồng này cũng ngon. Viên màu hồng này cũng ngon. Viên cam này là cũng được. Cái nào ngon? À, chị chưa ăn viên tím. Viên tím là vị gì hả Su? Chị ăn thử viên tím nhé. Cái gì kiểu coca nhỉ? Đúng không? Ừ, đúng rồi. Viên tím cũng được em ạ. Nhưng mà chị cũng hết coca lắm. Ừ. Ăn lên đoạn cuối nó còn có hơi có vị kiểu mùi hắc hắc. Su thích viên đấy ạ? Tiên viên vàng đúng không? Các em ơi, các em ạ, chị nhà thấy cái kẹo này rất là ngon. Ngon hơn cái gì đấy? Ăn phải kẹo gì ấy? Chua. Chua. Các em ơi, cái kẹo hoa quả của chúng mình này, ăn dễ ăn hơn kẹo thối. Nhưng mà trong đấy cũng có một hai viên hơi khó ăn. Ví dụ như là nó có mùi giống lá sống ấy, như chị vừa bảo ấy. Nó có cái mùi nó hơi hăng hắc em ạ. Còn lại tất cả các vị thì rất dễ ăn và ngọt. Các bạn nhỏ đều ăn được. Đây không phải là kẹo thối nhá, chị nói trước đây không phải là kẹo thối. Mà đây là kẹo hoa quả đấy, ăn rất là thích thú. Và dù của chúng ta đã ăn hết cái kẹo cua sữa rồi. Cái kẹo đấy là ngon nhất trong một quán kẹo này luôn. Còn đâu chị không biết là những cái vị khác như nào, nhưng mà chị thích nhất là vị đấy. Và Su thích vị nào nhá? Em thích vị đấy ạ. Su cũng thích vị đấy, các em thấy không? Hai chị em chị có sở thích giống nhau mà. À đúng rồi, viên màu nâu vậy đúng không? Thôi Su ơi, chúng mình chào tất cả các bạn, bây giờ chúng mình đi. Các bạn các bạn xem mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Các em ơi, hẹn gặp lại các em video sau nhé. Các em mua kẹo này về ăn thử nhé, đảm bảo các em rất thích thú luôn. Chúng ta sẽ không bị các bạn nhưng mà ăn là... phải bao sữa nhỉ? Cũng là ngon mà. Đúng rồi, thôi bây giờ chị em mình đi về đi. Về. À về thôi.